Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, hai kẻ thù của Nguyễn Phương Hằng có quan hệ mờ ám gì hay không. Suốt trong năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình trực tiếp livestream tấn công nhiều người. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì đa phần bà Hằng chủ yếu nhắm vào ông Võ Hoàng Yên và những người kết thân với ông này. Hầu hết đều là những nghệ sĩ bị bà Hằng tấn công đều có những bức ảnh chụp chung với ông thầy lang tự xưng và thực tế có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Từng phần bà Nguyễn Hồng Hằng bóc trần nhiều sự thật mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Bà Hằng chỉ bị bắt sau 2 ngày có nhắc đến ông Phan Văn Mãi trong một buổi phát hình trực tiếp. Được biết, khi mà mối quan hệ của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn còn đẹp đẽ, thì chính quyền vẫn để Yên và ông Yên là sợi dây kết nối giữa vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi với rất nhiều nhân vật tên tuổi khác. Nhờ có ông Võ Hoàng Yên kết nối mà năm 2020, vợ chồng Dũng Lò Vôi đã lắp đặt cả hệ thống lọc nước, tặng hàng ngàn can nhựa cho người dân vùng hạn gặp mặn. Lúc đó, ông Huỳnh Uy Dũng với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam cùng vợ là CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc điều hành công ty và lưng y Võ Hoàng Yên có cuộc gặp gỡ trực tiếp với ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre khi đó. Đây là hình ảnh quan hệ tay ba Huỳnh Uy Dũng, Võ Hoàng Yên, Phan Văn Mãi. Nhờ sự kết nối của Võ Hoàng Yên và ông Dũng và bà Hằng kết thân với Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cùng với các chuyên viên của tỉnh lúc đó. Nhờ có sự kết nối mà lúc đó Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã thảo luận với các vấn đề về chuyên môn nhằm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trên ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là tính chất khốc liệt của tình trạng này tại tỉnh Bến Tre hiện nay. Việc làm ăn kinh tế có thuận lợi hay không, nó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức. Ở Việt Nam vẫn thường như vậy, hai bên tương hỗ lẫn nhau, nhưng phía sau là rất nhiều tiền. Không biết có thông tin nội bộ gì mà ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã kết nối được với nhân vật đang lên trên chính trường Việt Nam như ông Phan Văn Mãi. Với vai trò kết nối quan chức doanh nghiệp cho thấy ông Võ Hoàng Yên có vai trò hết sức đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa, không những với vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng mà còn rất đặc biệt với ông Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đang rất nổi khi đó. Không biết từ bao giờ ông Võ Hoàng Yên có được mối quan hệ lớn đến như vậy. Đây là hình ảnh ông Võ Hoàng Yên. Giúp ông Huỳnh Uy Dũng có mối quan hệ lớn, giúp Phan Văn Mãi có được một uy tín lớn, khi chính ông Mãi nhờ được ông Huỳnh Uy Dũng giúp đỡ dân Bến Tre. Quan hệ ba bên rất tốt, mà bên nào cũng có lợi cả. Tại Bến Tre, ông Huỳnh Uy Dũng cùng phu nhân là bà Nguyễn Phương Hằng, công ty Đại Nam đã tặng bà con hơn 10.000 chiếc can nhựa loại 30 lít để chứa nước, đồng thời cho địa phương mượn 3 xe bồn vận chuyển chuyên dụng. Công ty Đại Nam cũng chịu toàn bộ chi phí nhân công và nhiên liệu vận hành để chở nước ngọt đến các xã ấp đang thiếu nước ngọt ở tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng còn quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng lắp đặt hệ thống lọc nước RO thẩm thấu ngược theo tiêu chuẩn của Mỹ đặt tại tỉnh Bến Tre cho người dân ở đây được dùng. Ông Phan Văn Mãi được tiến thân cũng là một nhờ một phần những thành tích mà thành công của ông, trong đó có bàn tay của ông Võ Hoàng Yên. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ông Phan Văn Mãi đã kết thân với ông Võ Hoàng Yên từ bao giờ? Thực chất, ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh lừa đảo, nhưng tại sao con người chính trị như ông Phan Văn Mãi lại dây vào ông thầy lang này? Trước khi xảy ra biến cố, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên, Phan Văn Mãi và vợ chồng bà Hằng có một quan hệ khá thân thiết. Tuy nhiên, sau sự cố bà Hằng đã liệt kê ông Phan Văn Mãi vào chung nhóm với ông Võ Hoàng Yên thì cần phải tố cáo. Cho đến nay, cơ quan pháp luật vẫn không khẳng định tội lừa đảo của ông Yên là một câu hỏi rất lớn. Những trò chữa bệnh phản khoa học rõ một một, nhưng ông Võ Hoàng Yên không hề bị kết tội. Vậy câu hỏi đặt ra là thế lực nào đang bao che cho ông ta? Ắt phải rất mạnh thì mới có xảy ra như thế. Người ta nghi ngờ ông Võ Hoàng Yên
được nhân vật có thế lực rất mạnh bảo kê, còn người đó là ai thì không thể khẳng định được, bởi người này luôn hành động rất âm thầm. Tính cách của Phan Văn Mãi, bản chất của ông Phan Văn Mãi là ít phô trương trên mặt báo nhưng lại thích âm thầm tấn công người khác. Với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Phan Văn Mãi không hề có một lời đáp trả trên mặt báo, nhưng ông lại hành động rất nhanh và rất mạnh tay. Từ khi bà Nguyễn Phương Hằng giáo tên ông Mãi trên mạng xã hội thì chỉ cần có 2 ngày là bà Hằng đã bị bắt. Đây là một sự chỉ đạo ngầm nhanh kỷ lục. Điều đáng nói là ông Mãi đã dùng công an thành phố Hồ Chí Minh hất cẳng công an Bình Dương để giành quyền khởi tố bắt giam bà Hằng. Điều này cho thấy sự cương quyết của ông Mãi đến như thế nào. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi, thế lực chính trị đang lên tại Việt Nam. Trái ngược với ông Võ Văn Thưởng và ông Tô Ân Sô, ông Mãi chẳng nói một lời nào về bà Hằng cả. Có thể nói, người lẽ ra phải bị truy tố vì tội lừa đảo như ông Võ Hoàng Yên thì lại không bị truy tố, mà người bị truy lại là bà Hằng. Ai đã thọc tay vào để điều khiển vụ án này cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Trong vụ án truy tố bà Hằng, mối quan hệ giữa ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên là một câu hỏi to tướng, và liệu họ có quan hệ gì mà ông Võ Hoàng Yên đã thoát được tội đến như vậy. Ông Võ Hoàng Yên, người tưởng chừng như phải trả giá cho những gì ông ta làm trước pháp luật, nhưng đã thoát xong. Và sự thoát tội này chỉ có thể có từ mối quan hệ chính trị, chứ không phải là mối quan hệ thông thường. Đấy là những mối quan hệ mờ ám mà khó ai có thể phanh phui ra được sau khi bà Hằng đã bị bắt. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn xem bản tin những kẻ cướp bóc của Putin đang ăn cắp nhiều hơn những gì chúng có thể mang theo. Đây là hình ảnh quân nhân Nga đang đóng tới hơn 2 tấn hàng cướp bóc được từ Ukraine để gửi bưu điện về quê nhà. Hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của Belarus tại một trạm bưu điện. Điều rõ ràng là quân đội của Nga dường như đang đánh cắp mọi thứ mà họ có thể có được ở Ukraine. Từng binh sĩ đã kéo hàng trăm kg hàng hóa cướp được qua biên giới Belarus, mang đến bưu điện ở đó để gửi về nhà. Và quả thật, người ta gọi rằng Nga ngố. Đó là tập thể hacker Belarus với dự án Hangjun đã công bố đoạn camera giám sát kéo dài 3 giờ ghi lại tại bưu điện ở Dekech, ở Malis, miền nam Belarus, và dữ liệu vận chuyển của 16 binh sĩ mang hàng hóa chiến tranh về cho gia đình của họ ở Nga. Tổng cộng họ đã vận chuyển hơn 2 tấn hàng. Thực tế là có máu trên chiến lợi phẩm. Máu của các nạn nhân của các vụ thảm sát tại Bucha, Irpin, Vovse. Máu của các nạn nhân trong cuộc chiến của Putin ở Ukraine, nơi đang diễn ra những cuộc chiến khốc liệt. Đây là hình ảnh do vệ tinh ghi lại cho thấy quân Nga đã thảm sát rất nhiều thường dân Ukraine tại Bucha trong thời gian họ chiếm đóng ở đây. Đánh cắp. Hàng hóa bị đánh cắp thường đến Siberia, bao gồm Novosibirsk, Omsk và Luhansk. Bộ đội ship hàng trăm kg và những tên trộm cho thấy có một mô hình rằng binh lính của Putin dường như đã bổ sung tiền lương thấp của họ bằng các chuyến đi như bọn trộm cướp và lấy đi mọi thứ. Trang trợ giúp Motoko đã liệt kê danh sách các thứ trong dữ liệu lấy được. Đặc biệt, 11 trong số 16 người đàn ông đã gửi gói hàng của họ đến Rostovsk ở vùng sâu nhất tại Siberia. Những gì các gia đình có thể trông đợi đó là ghế, tivi, hàng trăm kg quần áo, rượu, các đồ họa máy tính, dụng cụ và vài thứ tivi. Một người lính khác tên là Yogen đã đánh cắp tới 450 kg gần hàng, tức là gần nửa tấn hàng. Anh ta cướp được bao gồm dụng cụ, loa đài, một cái bàn, một cái lều và điểm đến của hàng hóa chiến tranh là Ruskos ở Siberia. Đây là hình ảnh video do nhóm hacker Belarus chia sẻ cho thấy các hình ảnh quân đội Nga đóng gửi đồ cướp bóc được ở Ukraine về nước. Một người lính khác đã gửi phụ tùng của một chiếc xe máy điện cho gia đình anh ta, tổng cộng lên tới 255 kg ở cùng một nơi. Ở vùng sâu nhất của Siberia là Koyet, trên biên giới với Kazakhstan, một người lính đã gửi 60 kg quần áo,
pin và phụ tùng cho máy tính. Quần áo và dụng cụ đánh cá cũng được chuyển đến Mikohan ở phía tây Kharkov của Nga. Nikolai cũng đã gửi tổng cộng tới 140 kg phụ tùng tới Ukraine, một thành phố ở viễn đông của Nga, phía bắc Vladimir Vostok. Ông ta cũng gửi tiếp là một hệ thống điều hòa không khí được đóng gói cẩn thận gửi đi. Và điều mà những tên trộm không hài lòng là tập thể hacker cũng đã công bố một loạt số điện thoại của gia đình và bạn bè của họ. Bây giờ họ đang phải lo sợ cho một câu hỏi rằng những thứ bị đánh cắp ở Ukraine có đến nơi an toàn hay không? Và họ có thể ngửi thấy mùi máu hay không?